Phải chi em đi nước ngoài với anh thì hay biết mấy. Hay là để em về nhà, em thuyết phục cô Hơ Nê thử. Thật sự là để anh đi một mình á, em không có yên tâm. Anh nói chơi thôi, em đừng tự làm khó mình nữa. Với lại anh cũng không muốn vì chuyện của anh mà em bị cô Hơ Nê la mắng. Ngờ theo tháng năm phai đi nhưng chưa một lần cuộc sống tôi bình yên. Cuộc sống tôi bình yên. Tôi chỉ muốn hóa đi. Không bao giờ có một thế lực nào ngăn cản tao hoàn thành tâm nguyện. Đã theo tôi suốt cuộc đời, đôi tay vẫy tay mùi máu trắng thế giữa gối. Với tất cả lòng tôn kính với thần linh, còn mày, mày sẽ không bao giờ đạt được ý nguyện. Cho dù mày có được tấm bản đồ với đầy đủ chi tiết, một giây thành thôi như ai là quá khứ đã xa. Vậy thì mày hãy mau hoàn thành tấm bản đồ này đi, rồi mày chống mắt lên nhìn tao hoàn thành ý nguyện như thế nào. Để xóa hết quá khứ những tháng năm lỗi lầm, thật tâm sám hối trước những nỗi đau chân dài. Nơi dấu chân của tôi làm cho nát tan. Ai? Nếu có thể tôi muốn xin trở về để con thấy ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời. Ai? Để được thanh thản đón nắng sớm của bình minh. Để thằng rồi lòng con đúng trong không? Tôi còn được tái sinh. Tôi đã sai từ đầu. Không được,